Hello, lại là Kiều đây. Xin chào các chị em nhà mình nha. Hôm nay Kiều sẽ sử dụng một cái combo thải độc tố da. Đầu tiên là mình sẽ cho nước hoa hồng vào cái bông tẩy trang nha. Đây là bông tẩy trang mà Kiều đều dùng để cấp ẩm và cùng với tẩy trang luôn. Thì Kiều sẽ dùng nước hoa hồng để đẩy vào bên trong làn da, giúp cho da của mình vừa căng bóng mịn màng, và đặc biệt là nước hoa hồng này, nước hoa hồng không cồn nha, giúp nâng cơ da mặt và cung cấp collagen, vitamin B3 giúp da của mình tránh sáng mịn màng hơn. Khi mà các chị em của mình dùng mỹ phẩm á, thì bỏ qua cái bước toner thì cực kỳ đáng tiếc luôn nha. Tại vì nước hoa hồng nó giúp cho dẫn chất của những loại serum và kem dưỡng da vào bên trong làn da của mình cực kỳ tốt. Đây là cái lọ detox serum có phiếu bảo hành 10 triệu nha. Lọ này lấy ra hơi bị khó, tại vì các bạn biết không, nó bằng thủy tinh đó, cho nên là làm bỏ trong một cái shop nên là lấy ra nó hơi bị khó, nhưng mà cẩn thận không bị bể nha. Đó, cái lọ serum này thì mọi người sẽ cho một ít lên trên làn da. Serum thải độc tố da giúp da căng bóng mịn màng, trẻ hóa da, cải thiện làn da nào đang bị mỏng với lại là đang bị có chỉ méo nè. Sử dụng rất là nhiều loại kem bị nhiễm corticoid hoặc là da của mình nhạy cảm nha. Mình sẽ cho một ít detox này lên trên da và sau đó là mình sẽ massage cho làn da của mình, nó sẽ được thẩm thấu hết những cái phân tử dưỡng chất này sâu vào bên trong làn da, sâu dưới tầng da hạ bì của làn da chị em mình nha. Đó, mình bổ nhẹ. Và khi mà mình dùng cái em detox này, nó sẽ giúp da của mình khỏe hơn rất là nhiều. Kiều không có sử dụng sản phẩm khác, nhưng mình vẫn thường xuyên thải độc tố da. Và đây là cái kem dưỡng da ban đêm nha. Kem dưỡng da ban đêm là bước cuối cùng khi mà mình sử dụng serum hoặc là sử dụng cái nước hoa hồng nha. Mình sẽ thoa 5.5 điểm lên trên làn da nè. Tại vì khi mà mình sử dụng những sản phẩm trước nó có rất là nhiều dưỡng chất, nên mình chỉ cần chấm 5 điểm và mình tán đều vỗ nhẹ lên trên da thôi. Thì khi mà các bạn ngủ tới sáng á, thì da của mình nó sẽ căng bóng mịn màng, trẻ ma hóa làn da hơn rất là nhiều. Chị em nào mà chưa có đó, chưa có bộ này thì inbox ngay cho Kiều để được sở hữu nha.